Trưa 28 tháng 2, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra vụ nổ súng bắn người ngay tại một ngã tư thuộc trung tâm thành phố Quy Nhơn vào sáng cùng ngày. Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 28 tháng 2. Thời điểm trên, hai người đi trên một xe máy. Khi đến ngã tư giữa đường Phan Đình Phùng và Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, thì bất ngờ lấy ra một vật giống súng ngắn, sau đó chỉ thẳng về một người đi trên xe máy chạy phía sau rồi bóp cò. Theo một số người dân chứng kiến, thời điểm trên họ nghe tiếng nổ lớn. Rất may vụ việc trên không gây thương vong. Hiện tại, công an đã khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát các camera tại khu vực để khoanh vùng và truy vết đối tượng.